Động tác đầu tiên, đưa tay lên gạt, mô tả gạt đỡ đòn đấm của đối phương. Tay phải úp lòng côn xuống dưới, đập thẳng từ trên xuống dưới, mô tả đập vào ống quyển đỡ đòn đá của đối phương. Đòn thứ hai, mô tả sau khi chúng ta đỡ đòn đá của đối phương, mặc định đối phương sẽ lùi lại hoặc là phòng thủ, thì chúng ta ngay lập tức xả vào quật liên tiếp và xả ngược lại, đánh liên hoàn. Chúng ta kẹp côn vào lách và đá đòn trực cước để tấn công ở tầm xa. Ngay sau khi đá trực cước thì chúng ta lại xả côn để đề phòng đối phương sẽ tấn công lúc chúng ta rút chân về, tạo ra cái điểm sơ hở để chúng ta phòng thủ một cách tốt hơn. Đòn thứ ba, sau khi chúng ta đá trực cước và xả côn thì chúng ta bắt đầu lùi lại phía sau để phòng thủ. Ở đây chúng ta vừa lùi vừa đánh, mô tả đòn đánh tiền công hậu thủ. Đòn thứ tư, sau khi lùi về, mở rộng không gian chiến đấu, tránh trường hợp đối phương áp sát, mất khả năng tấn công. Chúng ta bắt đầu tấn công tả đột hữu xông, tiền công hậu thủ. Mô tả đòn đánh khi chúng ta bị tấn công bởi nhiều người. Đòn thứ năm, mô tả chúng ta đánh tầm thấp, tầm ống quyển để chúng ta bắt đầu đứng dậy. Khi chúng ta đánh một đòn thấp thì chúng ta đánh đòn lên cao vừa với tầm mà chúng ta đứng dậy để tránh trường hợp bị đối phương đánh phủ đầu. Và chúng ta thay đổi tay liên tục, tập thành thói quen để nếu như một tay bị cản trở thì chúng ta sẽ dùng tay còn lại để tấn công, và cũng là để chúng ta tấn công những đòn áp sát. Đòn thứ 5, chúng ta đưa gối và đưa cùi chỏ, mô tả đỡ đòn đá của đối phương. Ngay sau khi chúng ta đỡ đòn đá thì chúng ta sẽ tấn công bằng đòn đá, vừa quật và xả côn để đối phương không phán đoán được đòn đánh của chúng ta và mất khả năng phòng thủ. Đòn thứ 7 là đòn cuối cùng, chúng ta santo nghiêng về phía sau, sau đó chúng ta độc hành ngũ tấn tiến về phía trước, mô tả tiền hậu linh hoạt tấn công liên hoàn.